Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kết quả bảng xếp hạng và lịch thi đấu AF Cup 2022. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Ngày hôm nay ngày 22 tháng 12 2022, giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022 sẽ tạm nghỉ và không có trận đấu nào được diễn ra. Tuy nhiên, vào hôm sau, chúng ta sẽ đến với những trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ của bảng A. Cụ thể thì vào ngày 23 tháng 12, chúng ta sẽ có hai cặp đấu, trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia vào lúc 16:30 và sau đó thì trận đấu giữa đội tuyển Philippines và Brunei được diễn ra vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại, đó chính là việc mà ở bảng A, đội tuyển Thái Lan đang dẫn đầu với 3 điểm. Hệ số 3 thắng bại đó chính là dương 5. Campuchia nằm ở vị trí thứ hai với 3 điểm sau loạt trận đầu tiên. Họ có được hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 1. Indonesia chưa đã trận đấu nào, họ không điểm, nằm ở vị trí thứ 3. Hai vị trí cuối cùng của bảng đấu này được chia cho Philippines và Brunei. Đội tuyển Philippines với 0 điểm, hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 1. Trong khi đó thì Brunei 0 điểm, hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 5. Ở bảng B, nơi có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Sau lượt trận đầu tiên với chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí đầu bảng với 3 điểm với hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 6. Đội tuyển Malaysia cũng có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Họ đã thắng đội tuyển Myanmar với tỷ số 1-0, có hệ số bàn thắng bại đó chính là dương 1. Singapore vẫn chưa đá trận đấu nào, họ không điểm, nằm ở vị trí thứ 3. Vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5 lần lượt chia cho Myanmar và đội tuyển Lào. Myanmar có hệ số bàn thắng bại đó chính là âm 1. Đội tuyển Lào thì không được may mắn khi trận đầu ra quân gặp đội tuyển Việt Nam quá mạnh và họ đã để thua với tỷ số 0-6. Như vậy là hệ số bàn thắng bại của họ đó chính là âm 6, tạm thời nằm ở vị trí cuối cùng của bảng B. Nói về lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, thì trận đấu gần đây nhất đó chính là cuộc đụng độ với đội tuyển Malaysia trên sân nhà vào ngày 27 tháng 12. Cụ thể thì vào lúc 19:30 theo giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Sau tất cả những thông tin liên quan đến giải đấu năm nay sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel Cập Nhật Bóng Đá. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!